Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Nhà Nông TV của mình. Thì vừa rồi là mình có lên một cái video là hướng dẫn các bạn là chế cái miếng sắt này vào cái máy cắt cầm tay này. Thì sau khi chế cái miếng sắt này vào cái máy cắt cầm tay á, thì đem ra sử dụng là nó cực kỳ an toàn. Thì được đông đảo các bạn hưởng ứng khen ngợi mình. Thì hôm nay mình lại lên một cái video ngắn gọn, mình chế một cái cách khác đơn giản hơn mà không kém phần an toàn. Mời các bạn đón xem và cùng tham khảo nhé. Sau đây là mình tháo cái lưỡi này và cái đồ chế cũ này ra, mình hướng dẫn các bạn cách mới nhé. Mình tháo ra này. Thì thường thường cái máy cắt này á, thì ta cầm tay phải là nó như thế này các bạn á. Thì cái vòng bảo vệ như thế này là ta lắp như thế này này. Đấy, thì ta lắp nó như thế này thì mình hướng dẫn các bạn là chế một miếng sắt là nó liền vào dưới cái cạnh này này, không phải cái cạnh trên này các bạn nhé. Đấy, chế ở cái dưới cạnh này theo cái hướng tay phải này các bạn ạ. Sau đây là mình bỏ ra, mình hướng dẫn các bạn này. Thì mình dùng một miếng sắt này có cái chiều rộng khoảng độ gần 2 phân các bạn ạ. Thì cái độ dài khoảng độ 5 đến 6 phân là được. Cái miếng sắt này nó cũng có độ mỏng là ngang ngang với cái vòng bảo vệ này các bạn này. Đấy, cái độ mỏng ngang ngang nhau này. Thì mình dùng cái miếng sắt này là mình bắt vào cái đuôi của cái bảo vệ này. Thì mình bắt vào đây này các bạn ạ. Thì ta có thể hàn hoặc là ta có thể là bắt ốc cũng được, nhưng mình đây là cái miếng sắt này nó có cái lỗ sẵn là mình bắt ốc các bạn nhé. Và mình dùng hai cái con ốc như này này, thì mình bắt vào hai cái lỗ này để cho nó liền với cái vòng bảo vệ này các bạn ạ. Thì mình sẽ khoan một cái lỗ bằng cái vít này các bạn ạ. Thì cách cái đít của cái vòng bảo vệ này khoảng độ gần 1 phân các bạn ạ. Đây, mình đánh dấu vào này. Đây, mình khoan một cái lỗ vào đây một lỗ này. Đây, mình đánh dấu cả hai lỗ này. Đấy, để sau mình bắt cái miếng sắt vào đây cho nó chắc các bạn nhé. Sau đây là mình khoan này. Mình khoan ở bên trong nó dễ là mình đánh dấu bên trong này. Đấy, thế còn cái lỗ trên này mình đánh dấu này. Đấy, mình khoan hai cái lỗ vào bên trong các bạn nhé. Sau đây là mình dùng cái khoan này là mình khoan này. Mình để đây này. Đây, sau khi ta khoan được hai cái lỗ vào cái đuôi của cái bảo vệ này các bạn nhé. Đây này. Đấy. Thì ta tiếp tục lấy cái miếng sắt này, nó cũng có hai lỗ tương ứng ra, xong mình lắp vào đây nhé. Mình lắp ra bên ngoài này. Thì sau đây là mình lấy ốc mình bắt vào này. Đây, mình lấy cái ốc nó vừa cái lỗ đây, mình bắt vào, mình bắt từ trong ra các bạn nhé. Đấy. Ốc nữa này. Mình dùng cái tuýp này là mình siết thật chặt này. Đấy. Đấy. Đây, sau khi mình bắt cái ốc vào cái đuôi của cái bảo vệ này là nó rất chắc này các bạn ơi. Đây này. Nếu ta mà muốn không bắt ốc thì ta hàn vào đây mà nó chắc là cũng được các bạn ạ. Sau khi ta bắt cái miếng sắt chắc vào cái đuôi của cái vòng bảo vệ này các bạn ạ. Thì bây giờ ta dùng kìm ta bẻ cái đuôi này theo cái chiều đường kính của cái vòng bảo vệ này. Ta bẻ nó ngoặt ra phía này. Đấy. Sau đây là mình dùng kim mình bẻ này. Cặp vào đây này. Đây, mình đã bẻ được ngoặt như thế này các bạn ạ. Đây, nó theo cái đường kính của cái vòng bảo vệ này các bạn này. Đấy. Đây, mình xoay cho các bạn xem này. Đấy, đây. Cuối cùng nó là như thế này. Sau đây là mình lắp vào máy và mình test cho các bạn xem nhé. Vì bây giờ cái sắt này nó nhờ cái vào cái vòng bảo vệ này nó làm cái điểm tì các bạn á. Thì các bạn phải siết cái con ốc của cái vòng bảo vệ này thật chặt vào các bạn nhé. Đây, ta phải siết thật chặt rồi thì nó mới giữ được này. Ấy, phải thật chặt vào. Siết xong ta thử lắp xem nó còn chắc chưa nhé các bạn nhé. Đây, rất chắc các bạn nhé. Sau khi ta lắp chặt cái vòng bảo vệ vào máy rồi á, thì ta tiến hành lắp cái lưỡi này vào các bạn nhé. Đấy. Đây là tác phẩm cuối cùng là nó được như thế này các bạn ạ. Đây này. Đấy. Ví dụ đây là mình cầm tay phải mình cắt cho các bạn xem nhé.
Như vậy chế kiểu này cắt cũng khá an toàn các bạn ạ. Mình rất mong được sự góp ý của các bạn. Mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau nhé. Xin chào.